Hello hello, Lucas on blog xin chào tất cả anh em nhé. Ở video này mình sẽ cùng mọi người thực hiện các thao tác để có thể nhận được token airdrop từ dự án top 1 hệ Solana. Có thể nói là top 1 top 2 đấy. Bởi vì bây giờ là Magic Eden cũng lên cũng xoán ngôi của Tensor rồi. Tuy nhiên Tensor vẫn là một trong những huyền thoại ở trên hệ Solana. Thì uh, Tensor họ ra cái token là TNSR uh, này và sẽ airdrop cho tất cả những người sử dụng sàn giao dịch Backpack và phải có thực hiện thao tác mua bán ở trên sàn bằng ví Backpack ừ. Mình sẽ phải tách bạch cho mọi người rõ ràng là ví Backpack và sàn Backpack là cùng một hệ sinh thái của nó nhé cùng chủ sở hữu Backpack tuy nhiên là hiện tại nó sẽ chưa link làm một mọi người ạ nghĩa là bây giờ là ví mọi người sẽ tải về extension Đấy và link đăng ký mình sẽ để bên dưới đăng ký sàn Backpack Exchange Đấy, thì mọi người sẽ đăng ký cho mình nhé và vì tất cả những ai đăng ký qua link của OnBlock và CryptoLink thì sẽ được hỗ trợ ở trong việc là KYC nhanh hơn cũng như là hỗ trợ khi mà gặp bất cứ sự cố gì liên quan đến nạp rút tiền ok cũng như là bị hack à, bên mình sẽ là bên hỗ trợ cho anh em đầu tiên khi mọi người là thuộc REF của OnBlock ok thì bây giờ mình đã tách bạch cho mọi người hiểu là giữa sàn và ví, backpack Hiện tại là nó đã chưa có sự connection à, Chưa có sự liên kết với nhau Thì chúng ta sẽ có một cái nút gọi là cái Wallet Connect với cả sàn Trên sàn đấy, Để verify cho việc nhận Airdrop cái TNSR này sau Nó sẽ được thông báo sau đây mọi người nhé Và cái thời gian mà để thực hiện cái việc mà chúng ta thao tác ví mua bán cái NFT ở trên với trên sàn này ấy, nó cực kỳ nhanh và nó sẽ không có thời gian thông báo cụ thể sau đó thì đây là cái thời điểm mà mọi người nên thực hiện nhanh và sớm nhất có thể nhé Ok Đây thì uh, sau khi mà mọi người mọi người tải ví backpack xong và mọi người lưu được cái word 12 cái từ khóa bí mật thì mọi người có thể sử dụng ví như bình thường và hiện tại là cái ví này nó có các bản nâng cấp và nó sẽ có cho giúp chúng ta là tương tác với cả giao diện của sàn luôn Đấy, khá là tiện luôn và bước tiếp theo của chúng ta là gì là mọi người nhé có phải có xôn ở trong ví backpack ừ, mọi người sẽ nạp xôn cho mình bằng cách là mua xôn ở trên sàn giao dịch à, Alinex là một trong những đối tác của Onblock Cryptolic từ năm 2017 đến giờ thì mọi người có thể mua xôn bằng Việt Nam đồng ở trên sàn giao dịch đây bởi vì tất cả mọi NFT được thực hiện giao dịch khi mua bán ở trên chợ Tensor ấy thì mọi người đều sử dụng Sol hết mọi người nhé Khi mọi người nạp Sol vào rồi thì là mọi người sẽ dùng Sol này để đi mua NFT cũng như làm phí giao dịch. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người connect lại này. Bây giờ mình sẽ gọi là disconnect đi. Để cho nhanh nhất có thể xong chúng ta sẽ connect này. Đấy connect thì mọi người bắt đầu chọn ví cho mình thì mình sẽ khuyến khích mọi người sử dụng backpack bởi vì là cái chương trình airdrop này sẽ dành cho các backpack user thôi được chưa rồi sau đó thì mọi người sẽ thực hiện mua một có một cái NFT nào đó bất kỳ nhé và mình nói luôn nhắc lại các bạn là cái chương trình Airdrop Tensor này token này nhá nó vẫn phụ thuộc là cái volume của các bạn khi chơi ở trên sàn Backpack Exchange À, nên mọi người tranh thủ và cũng nhân dịp đợt này là đang có cái chương trình là càng chơi nhiều cái wen cặp wen usc ở trên sàn backpack ấy, thì mọi người sẽ được airdrop ừ. thì đồng thời là là cũng có đang có chương trình ở trên uh, thông báo ở trên backpack là mọi người sẽ được uh, đây được airdrop là một cái bể pool là 120 triệu uh, cho top 10 trader và top 70 phần trăm còn lại thì sẽ chia nhau 125 triệu quen này Đấy, thì mọi người và cái volume này nó cũng sẽ đây volume khi mọi người ấn cái hình kim cương này mọi người sẽ xem được volume của mọi người chơi trong bảy 7... uh, trong suốt thời gian đó này sắp tới nó sẽ chia ra là volume volume theo 7 ngày volume theo ngày nữa Đấy, thì mình đã chơi trên volume trên một triệu đô rồi và nó đã snapshot hôm 18 tháng 3 thì sắp tới là snap snapshot thôi, đây là chỉ một đợt snapshot thôi, nó sắp tới sẽ có nhiều đợt nữa, thì mọi người cứ cày đi, bởi vì volume ở đây sẽ là yếu tố tiên quyết để mọi người nhận airdrop. Đấy. Ok thì hiện tại mình đang chơi con Wen này. Ừ. mọi người sẽ ấn vào đây mọi người có thể giao dịch này. Đấy. Giao dịch mua mua vào. Đó, thì lệnh nó sẽ treo đây, khớp rồi chơi history rồi ok Để toàn chơi đi chơi lại quen thôi Đấy, thì mọi người sẽ vào ví mọi người đang nắm giữ bao nhiêu quen đúng không à, mọi người thể mua bán Ok đấy là cái volume ở trên sàn giao dịch backpack bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Tensor bây giờ Tensor thì uh, nếu bạn nào không quen việc giao dịch NFT các bạn có thể tìm những cái bộ nhỏ nhỏ lẻ lẻ thôi một xôn chẳng hạn như bộ Ghost này theo cái tiêu chuẩn mới của Solana hoặc là cái bộ mà mình đề xuất luôn cho bạn là có các bạn có thể nắm giữ được lâu nhé đó chính là crypto undead ừ. các bạn cần thông tin gì các bạn cứ vào kênh channel của crypto league để tìm nhé đây crypto undead đây crypto Undead này thì uh, bên mình cũng đã câu từ lúc mà giá sàn nó là 1,5 xôn thôi thì đây là cái người đây, CryptoNet được phát triển bởi họa sĩ có biệt danh là Dola. Trước đây từng là thành viên trong đội ngũ phát triển bộ sưu tập NFT CryptoPunks một trong những cái bộ quá là nổi tiếng ở bên hệ ETH đúng không? Theo cái cái dòng gọi là Piso cũng giống như thế này. Đấy, thì CryptoNet cũng như vậy, họ cũng sẽ ra sắp ra những cái DF tiềm năng cũng như là có thể khả năng phát hành token khi chúng ta thấy là họ ra mắt chương trình Staking thì mọi người có thể vào crypto League của bên mình để lấy link để staking cái cái NFT của các bạn khi các bạn mua nhé thì đây là cái bộ NFT mà các bạn có thể mua với giá rất là phải chăng hai Sol thôi hai xôn tức là bao nhiêu tính ra bây giờ nó cũng là 10 triệu đồng rồi hơn 10 triệu đồng rồi tuy nhiên là cái tiềm năng về tăng giá nó sẽ rất là nhiều như mọi người đã biết thì là mình đang nắm là cái, cái bộ NFT là top 1 của biên hội Solana Đấy, mình mua cái thời điểm mà nó chỉ có khoảng là xôn nó rất là rẻ nó chỉ tính ra là khoảng 2.000 đô thôi 2.000 đô đổ lại. Thì hiện tại giá của nó rất là nhiều rồi, giá của nó gần 30.000 đô một một cái NFT này. Thì cái tiềm năng tăng trưởng đặc biệt là hệ Solana ấy, Sol, theo mình đánh giá là nó sẽ có tăng trưởng tiếp. Thì đây là cái, cái cơ hội của mọi người uh, đầu tư cũng như là đây, mọi người thì thấy là mọi người vừa mua NFT này để đầu tư để chờ đến giá này. Rồi mọi người vừa cày được volume ở sản Backpack này để chờ airdrop này. Rồi là nhận uh, token của airdrop cũng như là tất cả những cái đối tác của Solana à của Backpack về sau. Ờ, tại sao mình nói là Backpack họ có một cái tiềm năng tăng trưởng rất là lớn bởi vì ý, họ xây dựng đội ngũ từ trong cái quá trình thời gian mùa đông suốt mùa đông vừa rồi năm ngoái và họ cũng đã bị dính cái uh, việc mất mát tài sản sau cái cú sụp đổ của FTX. Ừ. Tuy nhiên là họ đã gượng dậy và họ đã vực dậy được và họ tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất cho bên hệ sinh thái của Solana trong suốt mùa be, mùa đông của Solana đó là điều đáng quý. Họ đã làm gì ạ? Họ đã xây dựng được cái nền tảng ví Backpack này ra ra cái tiêu chuẩn xNFT rồi là họ um, còn xây dựng cái nền tảng framework ancho cho cho Solana rồi sau đó thì họ ra um, bộ NFT top 1 ở bên uh, Solana là Madlats Madlats thì mọi người quá hiểu rồi khi mà mình đăng ở trên rất nhiều đăng trên Facebook cá nhân của mình đăng trên Telegram rất nhiều luôn ok thì đây là một cái cơ hội cho mọi người tất cả mọi người mọi người cố gắng là bỏ thời gian ra một chút bỏ vốn ra một chút để chúng ta có cơ hội kiếm tiền ở trong cái thị trường này đặc biệt là hệ Solana và đặc biệt là dòng sản phẩm là Backpack ở kênh Crypto Horus của mình mấy nay là đăng toàn là về Backpack thôi giống như cái thời điểm năm 2019 năm 2020 mình đăng suốt và viết bài suốt về Phantom thôi FTM ấy sau đó thì FTM đã tăng trưởng quá ngoạn mục luôn và là một hiện tượng của năm và tiếp và từ đó cho đi là mình đã có một cái sự connection cực kỳ tốt với cả bên Phantom Foundation, quen CEO, CTO, các bạn bên marketing cực nhiều luôn. Đấy thì đây là một cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Đặc biệt trong loại thị trường crypto này mình đã quá quen từ năm 2017, hay 2016 rồi, đúng không? Đấy, cũng như là cái con con meme quen này mình cũng đang rất là nhiều. Ok? Thì mọi người thông cảm bởi vì khi mà mình đã đầu tư cái gì là mình tập trung vào cái đó rất là nhiều và bỏ vốn vào Đấy. tất nhiên không quá nhiều đâu nếu mà mọi người đã theo dõi phong cách đầu tư của Lucas từ năm trước nữa thì mọi người đã hiểu là mình sẽ đầu tư vào những cái doanh nghiệp những cái dự án những cái công ty mà khi mà nó còn nhỏ nó vừa phải nó không quá to thì cái lợi nhuận nó đem lại cho chúng ta sẽ cực kỳ lớn luôn ok rồi như vậy là mọi người đã tìm được một cái bộ đúng không thí dụ như mình tìm lại là cái bộ crypto undead đi đấy. để mua cho mình mọi người xem thực hiện thao tác ở trên đấy đây thì mình sẽ tìm và về cái việc mua của FT này thì mình chia sẻ một chút là mọi người nên mua cái giá thấp nhất tức là cái giá sát giá sàn nhất giá sàn hiện tại đây là 2,13 Sol thì mọi người nên mua luôn con FT 2,13 Sol này hoặc cùng lắm là nó đắt hơn một chút thôi mọi người thấy đẹp đẹp thì mọi người mua hoặc là cái rank của nó cao cao thì mọi người mua Đấy. còn mọi người không nên mua quá quá cao bởi vì sao ạ khi mọi người muốn bán thì mọi người thường bán giá sàn đúng không giá thấp nhất Đấy, nhưng mà khi mà mọi người kén chọn mọi người mua nhiều ấy, thì nói chung là mình không nói nhưng mà khi mà bạn chỉ có một bạn chỉ mua một ấy, thì tốt nhất các bạn nên mua cái con mà sát giá sàn nhất để các bạn khi mà nó tăng trưởng về sau các bạn bán luôn ở cái giá sàn này sell nào chẳng hạn Đấy. thì là tối ưu về profit và lợi nhuận nhất còn các bạn nếu mà cứ bạn, các bạn cứ chọn cái con mà các bạn nhìn thấy đẹp ấy giá nó sẽ rất là cao mọi người thấy không nó cao hơn rất là nhiều thậm chí rank của nó cũng không có gì đặc biệt con con này thì không nói rồi con này thì có thể nó sẽ có đặc điểm đặc biệt là có vòng hoa trên đầu độ hiếm nó cao top 15 phần trăm về độ hiếm rồi Tuy nhiên là nhiều con nó cũng chả có gì cả nhưng mà nó xét ra cũng cực kỳ cao luôn mọi người nhá. À, mọi người xem này, đấy. Common NFT mà cũng giao 3,2 sol chẳng hạn. Thì tội gì mình không mua những con giá sàn này. À, ok. Thì bây giờ mình sẽ mua luôn cho mọi người này, ấn buy. Lúc này ví Backpack nó sẽ hiện lên là chúng ta sẽ phải sen mất 2,13 sol để lấy được con NFT số 8005 này. Mọi người Approve thôi là xong là nó sẽ vào ví của mọi người Mình sẽ không mua Đấy, Bởi vì mình có mua Hiện tại đang Staking 10 con Crypto Undead rồi Ở 10 ví khác nhau Thế nên là mình không muốn mua thêm nữa Đấy thì mọi người sẽ Có thể thấy được cái Activity của mọi người ở đây Sorry mọi người nhé, cái mạng uh, Viettel bên em lởm quá Nó Loading chậm dã man luôn Đó, thì mọi người mua Còn nếu như mọi người muốn bán Thì mình cũng sẽ chỉ luôn cho mọi người Ok Một là các bạn vào bộ sưu tập đó Các bạn ấn giá sell now cho mình luôn ừ. Hai là mọi người sẽ list cho mình Đây mọi người sẽ vào cái bộ NFT của mọi người nha Nó sẽ ở phần inventory này Yeah. và các bạn sẽ tìm cái NFT đó thì các bạn sell cho mình thí dụ như một empty nào đó này đây thí dụ như là cái con elements này nhé thì các bạn sẽ ấn vào cái nó hiện ra cái chữ list lead này list thì mọi người sẽ nhìn vào đây là sẽ có cái giá floor price tức là cái giá mà thấp nhất mà các bạn giúp các bạn có thể thanh khoản được không phải là sell now nhé sell now thì bán luôn thì không nói rồi giá nó sẽ thấp hơn giá floor rất là nhiều tất nhiên cũng không nhiều lắm thì mọi người có thể xét với giá cao hơn mọi người có thể xét quanh cái giá floor này ví dụ các bạn đặt là 5 thì người mua sẽ nhìn thấy là 5,33 sau khi trừ phí giao dịch các thứ đi thì bạn sẽ nhận về là 5,01 ừ, kiểu vậy 6 sold nhỉ mình đặt là 6 xôn thì người mua sẽ nhìn là 6,39 rồi mình execute thôi, thực hiện giao dịch confirm bằng cách là send element cho sàn, để chờ sàn treo cho mình bán và bán thành công thì mình sẽ nhận về xôn vào trong ví luôn rất là đơn giản Đấy. ok như vậy là mình đã giúp cho anh em uh, cách thực hiện là mua bán ở trên sàn Tensor rồi và bước sau nữa để mọi người thể nhận được cái cái token tên ntnsr ấy đó chính là cái bước mà chúng ta sẽ từ cái sàn backpack này chúng ta sẽ connect cái ví này cái ví backpack này của mọi người đây hiện tại đang là một cái ví độc lập mà vì non custodial vì mọi người quản lý private key mà ừ. thì sắp tới là chúng ta sẽ connect có một cái nút button để connect lại đây là cái cái bước tiếp theo của sản backpack thì mọi người sẽ chờ theo dõi thôi mình có gì mình sẽ đăng ở trên kênh cryptoholic nhé ok Đấy, còn ngoài ra thì nếu như mọi người không tìm được cái mọi người không muốn bỏ tiền ít hơn ấy thì mọi người sẽ tìm những cái bộ rẻ hơn cho mình đi có rất là nhiều bộ nó cũng ở mức gọi là không không quá đắt đâu đừng mua những cái bộ mà nó không có volume mọi người nhé đây có nhiều bộ mà có một xôn à ừ, đây một phẩy hai ba này thậm chí chưa được một xôn này so pang đó không phẩy tám bảy này u không phẩy không sáu bốn luôn to rất là nhiều bộ NFT nó có giá quá là ok tất nhiên là lúc đấy thì nó sẽ không có tiềm năng tăng trưởng mình chỉ muốn giới thiệu anh em những cái bộ mà nó có thể khả năng tìm năng tăng trưởng ở à đây ví dụ magic ticket, ticket này thì mọi người thể mua luôn đây là cái cái gọi là NFT ở bên sàn Magic Eden nằm trong những đối thủ của Tensor thì hiện tại họ đang chơi chiêu gọi là Vampire Attract thì hút user khá là tốt và đặc biệt là họ có một cái volume rất lớn ở bên hệ Bitcoin hai 20 Đấy thì mình không nói nữa về sàn magic Eden nữa mình sẽ tập trung về tensor vì tensor ấy là một trong những đối tác và là một trong những cái partner cộng sự rất là lâu đời với cả bên team Backpack rồi do đó họ hỗ trợ nhau rất là nhiều trong cái việc là kéo user giúp nhau đây là một trong những cái điều rất là đáng quý trong cái thị trường bên hệ Solana OK thì mình cũng đã nói hơn 10, 16, 15 phút rồi. Hy vọng cái video này sẽ giúp cho mọi người uh, hiểu và có thể thực hiện tất cả các thao tác để sắp tới được Airdrop drop. OK, các bạn nhớ đăng ký sàn Backpack, cái link để bên dưới kênh uh, video này này. Rồi là các bạn có thể uh, mua son USDC, hệ Sol ở trên sàn giao dịch Alinex thì mình cũng để link bên dưới. Tất cả những cái link của Magic Eden cũng như là của Tensor, của Backpack mình cũng sẽ để bên dưới để mọi người có thể tiện tải cũng như là đăng ký nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lucas à, sẽ luôn luôn đồng hành cùng mọi người. Ok, chào các bạn nhé.